Làm gì vậy hả? Cháu nói chú nghe, cháu có việc rất quan trọng, cháu phải đi gặp quản lý của các chú. Quan trọng thì cháu cũng không thể xông bừa vào, tính mạng lớn bằng trời đấy. Nhìn vị trí bên kia đi, cậu phải quan sát thật kỹ vị trí đó. Được, có người chết. Còn một chỗ nữa, có người chết. Cậu đi xem đi. Cháu nói là cái đèn nào? Cái này. Cái đèn thẳng bên trên của ghế thứ 19 hàng bên phải. Đúng rồi, là cái này. Chắc chắn cái bóng đèn đó sẽ rơi. Mà nó rơi thì sẽ gây tai nạn. Rất có thể sẽ có người chết. Ở đây mà có người chết thì mấy chú phải tự chịu trách nhiệm đấy. Ơn này chú quản lý. Chú quản lý à? Thật đấy, chú phải tin cháu. Ai nói với cháu? Đại ca của cháu. Chủ nhiệm, xin chào, xin chào. Tôi đang đưa người đi kiểm tra và sửa chữa ở bên này đây. Cứ yên tâm, chắc chắn an toàn. Anh cứ yên tâm đi, không phải lo. Không, không phải, chủ nhiệm à. Không sao, không chỗ này. Chắc chắn sẽ có một cái bóng đèn rơi xuống. Nó mà rơi xuống sẽ có người chết đấy. Đại ca của cháu còn nói, cháu và 4 người bạn của cháu sẽ ngồi ở hàng đầu để xem thi đấu. Không ngờ qua nhiều năm như vậy rồi còn có thể gặp được cậu ở đây. Lâm Gia Kỳ, cậu vẫn khỏe chứ? Cậu về nước khi nào vậy? Liên quan gì đến cậu? Đi thôi, nghĩ gì vậy? Đi thôi. Lần thay đổi thời gian này là vì mình đã cứu Lâm Gia Kỳ sao? Vậy cậu có biết Văn Hy đang ở đâu không? Cậu biết thì làm được gì nào? Các cậu chia tay rồi. Chia tay rồi. Trước kia bọn mình từng hẹn hò à? Văn Hy, tớ quyết định chúng ta chia tay đi. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Xin lỗi. Tớ không có thời gian để giải thích nhiều với cậu. Rốt cuộc thì cô ấy đang ở đâu? Nếu cậu đã không chọn cậu ấy giữa việc học và cậu ấy, thì cậu ấy đang ở đâu liên quan gì đến cậu? Lâm Gia Kỳ, mau cho tớ biết cô ấy đang ở đâu. Đây là Venice. Đúng rồi, cô ấy đang là nhà văn sinh sống ở nước ngoài. Đặt cho tôi một vé máy bay đi Venice, sau đó đặt một con tàu ở Venice. Thứ đã mất đi thì không phải muốn tìm là tìm được đâu. Venice đang vui chơi thỏa thích, tựa như trung tâm của thế giới. Những con người chọn đeo mặt nạ lên, không chỉ xuất hiện ở trong đầu đường ngõ hẻm, mà còn đến với các phòng đọc sách. Hội sách mặt nạ là hình thức vui chơi thỏa thích mới, Ở Venice, nơi mà xung đột của khách du lịch và người bản địa ngày càng kịch tính, con người vẫn đang tìm kiếm một chút lãng mạn trong cuộc sống. Tôi đã dần trở thành một người hâm mộ trung thành của hội sách này. Mình phải tìm được Hạ Văn Hy. Sau khi giải thích rõ ràng, bọn mình chắc chắn có thể bắt đầu lại. Chắc chắn cô ấy có thể hiểu. Chào anh. Anh sao vậy? Anh muốn đi đâu? Anh biết chỗ này không? Anh có thể nói tiếng Trung. Chúng ta là đồng hương. Là thế này, cả nhà tôi ai cũng là người Trung Quốc. Chỉ có ông ngoại tôi là người Ý. Anh là người ở đâu? Tôi là người Giang Thành. Tôi họ Vương, tên là Vương An Đông. Bên kia là số điện thoại của tôi. Anh có việc gì ở đây, cứ gọi cho tôi là được rồi. Tôi biết chỗ này, để tôi đưa anh đi. Mình đằng sau căn nhà này. Được. Chào anh. Mời anh chọn một cái. Gibran đã viết rằng mọi sinh mạng đều là những mảnh vỡ chuyển động theo quy luật dưới bầu trời. Đây chỉ là sự khởi đầu. Sự lý giải về sinh mệnh trong bài thơ này đã làm cho tôi ngộ ra được rất nhiều. Sự tươi đẹp đang có thể sẽ mất đi, thời gian lại mãi mãi chuyển động. Hạ Văn Hy. Hạ Văn Hy, anh có thể chia sẻ rồi. Tôi đến từ Trung Quốc. Tôi muốn chia sẻ về một quyển sách đến từ người Trung Quốc, là quyển sách này. Đã đưa tôi đến Venice, cũng đến nơi đây. Nó nói về một thành phố khác biệt, một Venice khác biệt, chứ không phải một nơi tổ chức tiệc tùng. Trong sách có một đoạn làm tôi rất cảm động, nhưng tôi không giỏi tiếng Ý nên tôi sẽ dịch ra bằng tiếng Anh. Venice tựa như một sân khấu rực rỡ được xây dựng trên nước. Mọi người vui chơi thỏa thích suốt đêm ở nơi này. Thứ đến từ khách du lịch luôn là nụ cười vui vẻ. Thứ để lại cho dân địa phương chỉ có sự ồn ào. Đến khi đêm dài sắp qua, mọi người đi hết. Sân khấu rực rỡ ấy chỉ còn lại thủy triều không ngừng dâng lên. Lãng mạn thật đấy. người đó có cơ hội để bù đắp những sai lầm trong quá khứ của bản thân, thì cô có tha thứ cho người đó không? Có phải chúng ta nên gọi gì đó để uống không? Xin chào, tôi có thể giúp gì cho chị? Một chai rượu vang, thêm một cái ống hút. Cảm ơn, không thành vấn đề. Tôi đi vệ sinh một lát. Được. Không phải Hạ Văn Hy này, cậu sao vậy hả? Vất vả lắm tớ mới xin nghỉ để yêu đương, cậu đừng làm lộn xộn hết lên. Chị luật sư ơi, tớ nói cho mà biết, có chuyện lớn rồi. Hình như tớ đã gặp được người đàn ông của số phận. Thật hả? Vậy thì tốt quá. Cuối cùng cậu cũng quên được tên khốn Diệp Hựu Ninh. Mau kể xem nào. Chẳng phải hôm nay tớ lại đến hội sách mặt nạ kia sao? Tớ vốn chỉ muốn đến để tìm hiểu về phong tục địa phương. Cuối cùng cậu đoán xem thế nào? Thế nào? Tớ thực sự gặp được một độc giả của tớ ở đó. Mà có vẻ người đó còn đến vì hâm mộ danh tiếng nữa. Anh ấy đến chỉ để chia sẻ cuốn sách của tớ thôi đấy. Ôi trời ơi, trùng hợp quá vậy. Anh chàng đó có đẹp trai không? Thế nào? Dáng người khá cao. Phong cách ăn mặc thì tớ cũng khá thích. Tính cách cũng khá ga lăng. Chỉ là đến giờ anh ấy vẫn không tháo mặt nạ ra. Tớ không nhìn thấy mặt. Chuyện gì vậy hả? Cô Hạ ơi, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò tình cảm ngây thơ? Ơ mà, vậy tớ đã tháo mặt nạ rồi. Anh ấy không tháo thì tớ biết làm sao chứ? Tớ cũng chẳng biết người ta nghĩ gì về tớ nữa. Cậu tháo mặt nạ rồi mà người ấy thì không. Vừa nhìn đã biết không phải là thứ gì tốt lành rồi. Chắc là người xấu thật quá nên mới nghĩ cách này. Ơ không, cậu nói vậy xem bây giờ tớ phải làm sao đây? Bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của cậu là nhanh chóng tháo mặt nạ của người đàn ông đó xuống. Không thì đừng nói gì hết, rút ngay. Được, để tớ nghĩ đã. Được, tớ thử xem sao. Cứ như vậy nhá, chào nhá. Xin lỗi nhá anh yêu, là bạn của em. Không sao, chúng ta đi nhá. Được, đi thôi. Anh có thấy con gái đã tháo mặt nạ thì anh cũng nên tháo xuống, như vậy mới công bằng chứ. Tớ thực sự không ra nước ngoài nữa. Diệp Hựu Ninh không ra nước ngoài nữa. Tớ quyết định, chúng ta chia tay đi. Văn Hy. Văn Hy. Hạ Văn Hy. Hạ Văn Hy. Văn Hy. Lạ thật. Rõ ràng là bạn gái cũ, mà cũng chỉ có thể nhớ lại vài chuyện liên quan đến Hạ Văn Hy trước kia. Chuyện liên quan đến công việc và thi cử thì lại nhớ rất nhiều. Tại sao bây giờ cô ấy lại hận mình như vậy? Lão Lâm, dậy thôi, dậy thôi. Đến giờ thúc giục tớ học bài rồi. Dậy thôi. Cảm giác cố học hành thế nào? Bố mẹ thưởng cho cô rồi nhỉ? Đúng vậy. Mẹ tôi đang vui đến nỗi ngày nào cũng làm đủ món khác nhau cho tôi ăn. Bây giờ cô cố gắng như vậy, thành tích cũng đã tiến bộ. Có muốn gì không? Chắc chắn là Ngũ Nguyệt Thiên. Mọi thứ liên quan đến Ngũ Nguyệt Thiên. Cô nhóc này, giờ đầu óc toàn là Ngũ Nguyệt Thiên. Mình đang ở nước ngoài, tìm đâu ra Ngũ Nguyệt Thiên chứ? Ngoài Ngũ Nguyệt Thiên thì sao hả? Cô còn muốn thứ gì khác nữa không? Vậy thì tôi muốn bộ váy màu vàng của Bella trong Người Đẹp và Quái Vật. Chính là cái này. Xin chào, tôi muốn lấy bộ váy kia. Xin lỗi, chúng tôi mới bán hết hàng. Anh có thể đợi được không? Bao lâu? 1 tháng. 1 tháng. Không cần đâu, tôi mua hàng mẫu trưng bày luôn vậy. Anh có muốn xem mẫu khác không? Tôi chỉ muốn mua bộ này. Có thể đưa thẻ ngân hàng cho tôi không? Được. Cảm ơn, xin đợi một lát. Được. Xin lỗi, số dư không đủ. Quẹt thẻ này đi. Xin lỗi, vẫn không đủ. Thẻ này. Thưa anh, còn thiếu một chút. Tổng số tiền của 3 thẻ thì đủ đấy. Tôi quẹt cho anh nhé. Được. Cảm ơn, xin đợi một lát. Được. Anh Diệp, anh mà nói sớm là anh đến tìm nhà Văn Hạ thì lần trước tôi đưa anh đến đây luôn rồi. Anh quen cô ấy à? Người Hoa sống ở Venice trong thời gian dài, chỉ có vài người thôi. Mọi người đều quen biết. Tôi nghĩ lần này anh sẽ làm được thôi. Chiếc váy đắt thế này, Hạ Văn Hy không rung động á? Đến tôi còn rung động nữa là... Vậy thì anh lái chậm thôi, đừng để dính nước. Lái chậm thôi. Trần Đinh Đinh, sao cậu cũng ở đây? Văn Hy đâu? Sao tôi lại ở đây? Sao cậu lại ở đây? Văn Hy mà tên cậu được gọi à? Cậu cũng xứng sao? Mau đi đi, không tôi kiện cậu tội quấy rối đấy. Tôi chỉ đến tặng váy. Ai lại thích bộ váy có phong cách công chúa như thế này chứ? Sao lại không thích? Tôi nhớ Văn Hy luôn muốn có một bộ váy thế này. Không thích từ lâu rồi. Văn Hy, tớ đã mua rồi, cậu xem đi. Diệp Hựu Ninh, cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Ngày hôm nay vào 13 năm trước, cậu đã rời khỏi Văn Hy để ra nước ngoài. Diệp Hựu Ninh, cậu còn có trái tim không vậy? Văn Hy cũng ngốc thật đấy. Đến giờ vẫn giữ lại vé vào cửa concert của Ngũ Nguyệt Thiên. Đinh Đinh, cậu đừng nói nữa. Văn Hy, những thứ trên bàn này coi như tặng cho cậu đấy. Đinh Đinh, chúng ta đi thôi. Đinh Đinh, cậu nói xem có phải lúc nãy tớ hơi quá đáng không? Quá đáng, phải như vậy. Tên khốn ấy cố tình chọn ngày hôm nay để bất ngờ xuất hiện. Phải chặt đứt nỗi nhớ nhung của cậu ta. Phải chặt đứt nỗi nhớ nhung của cậu luôn. Đi thôi. Sao vậy? Maxwell phá sản rồi. Phá sản rồi. Vậy thì chuyên án về sau của sở nghiên cứu phải tiến hành thế nào? Hiện tại toàn bộ số tiền của chúng ta đã được đưa vào dự án nghiên cứu thời kỳ đầu. Bây giờ dòng tiền của công ty đang bị gián đoạn. Tài khoản ngân hàng cũng đã bị đóng băng, rất nguy hiểm. Gọi vốn ngay, lần lượt gọi cho những tập đoàn từng hợp tác. Xem có công ty nào có thể ký không? Được, tôi biết rồi, anh cứ yên tâm. Lát nữa tôi sẽ gọi ngay. Có lẽ thời gian này sẽ rất khó khăn. Anh cố gắng lên nhé. Đợi tin của tôi đấy. Được, tôi đợi tin của cô. Anh Diệp, để tôi đưa anh đến khách sạn cao cấp nhất Venice, đảm bảo anh sẽ hài lòng. Gần đây có phòng trọ nào giá bình dân không? Giá bình dân? Đi theo tôi. Chỗ gì thế này? Mời. Đưa đến thêm một người khách trọ. Đừng quên hoa hồng của tôi. 2 ngày mới đưa một người đến mà còn muốn hoa hồng. Trang trí mặt tiền của anh cho đàng hoàng đi. Với kiểu căn nhà rách nát thế này thì chẳng ai muốn đến đâu. Tôi là người quyết định phong cách trang trí. Phòng tốt, giá rẻ. Giá rẻ. Giá rẻ, giá rẻ, giá rẻ. Giá rẻ. Giá rẻ. Giá rẻ. Thấy chưa? Sao cậu thi tốt quá vậy? Đi đi, thông báo cho mọi người biết đi. Đi đi. Thôi xong, mẹ tớ sẽ không cho tớ đăng ký lớp năng khiếu thể thao nữa. Từ đây, giới giải trí đã thiếu mất một ngôi sao lớn. Các đồng chí, hãy nhớ ngày hôm nay. Dương Sấm tôi không ngờ rằng kỳ thi thử thứ 2 nhỏ bé lại chôn vùi tương lai vĩ đại của tôi. Hết lung tung gì vậy hả? Không phải, bố tớ nói rằng tớ phải được trên 120 điểm môn văn trong kỳ thi thử thứ 2 thì mới cho tớ tham gia ngôi sao lớn Giang Thành. Vậy cậu được bao nhiêu điểm? 75 điểm. Cậu giỏi đấy, bài thi tổng 150 điểm mà cậu có thể được 75 điểm. Cậu đừng cười chứ. Trước khi thi Tiểu Vương cũng nói rồi, thứ quý giá nhất trong đời người là sai lầm. Có sai thì mới có thu hoạch, thế nên làm sai bài là của cải đấy. Vậy nên từ góc độ nào đó thì tương lai tớ sẽ giàu hơn các cậu. Sấm Sấm à, hay là cậu tập bi sắt với tớ nhé. Đi đi đi, bi sắt vui lắm mà đúng không? Tớ đưa cậu đi tập bi sắt, đi thôi. Các em, lần thi thử thứ hai này, về tổng thể thì lớp chúng ta vẫn khá ổn định. Cả lớp đều tiến bộ một cách ổn định. Trong số đó, người tiến bộ nhất là bạn Hạ Văn Hy của lớp chúng ta. Văn Hy, Văn Hy, Văn Hy, Văn Hy, Văn Hy. Thầy ơi, em có lời muốn nói. Dương Thi Di, sao vậy? Em nói đi. Em nghi ngờ Hạ Văn Hy gian lận. Tớ không có. Vậy cậu nói đi. Sao điểm số của cậu có thể tăng nhiều như vậy trong thời gian ngắn? Cậu có biết hàng ngày mấy giờ tớ dậy làm bài tập không? Cậu không thể vì chính mình không tiến bộ mà nói người khác gian lận chứ. Với IQ của cậu thì có làm nhiều bài hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Kìa, người khác có tiến bộ thì cản trở gì cậu à? Đúng đấy, cậu bị làm sao vậy hả? Chỉ thích lo chuyện bao đồng phải không? Các cậu đừng cãi nữa. Điểm số của cậu ấy gần như tăng lên gấp đôi trong thời gian ngắn. Hạng 210. Sao có thể chứ? Môn vật lý của cậu ấy được 90 điểm. Không tin đâu nhá. Đúng đấy, Hạ Văn Hy. Có phải cậu sợ mất mặt nên mới gian lận không? Văn Hy à, nếu vì lý do này thì cũng có thể tha thứ mà. Miệng lưỡi mấy cậu làm sao vậy hả? Đừng ồn ào nữa. Các em làm sao vậy hả? Bình thường không học hành đàng hoàng, thấy bạn có điểm kém hơn đuổi kịp nên nghi ngờ người ta gian lận. Không phải đâu thầy. Các cậu có bằng chứng không? Dựa vào đâu mà nghi ngờ người khác gian lận? Đúng đấy, Lâm Gia Kỳ nói đúng. Có cần bằng chứng nữa à? Thầy ơi, hạng 210 cũng lố quá đấy. Đúng thế, lần này cậu ấy được 131 điểm môn toán, tăng thêm gần 40 điểm so với lúc trước. Không thể như vậy được. Sao lại không thể? Các cậu cứ đổ oan cho người khác à? Tớ là người kèm cậu ấy môn vật lý. Thi được 90 điểm có vấn đề gì à? Trong nhà thờ Apostles có một tấm hình ghép bí ẩn, nhưng chưa từng có ai ghép thành hình đúng. Để giải bí mật trong đó, người dân địa phương đã tổ chức một hoạt động. Ai có thể ghép được hình ấy trong thời gian mở cửa của nhà thờ ngày hôm đó thì sẽ nhận được một số tiền thưởng. Alo, tình hình bây giờ thế nào? Có công ty nào chịu đầu tư không? Tình hình không ổn lắm. Tôi đã nói chuyện với vài công ty, nhưng vẫn chưa thể đến bước tiếp theo. Tôi nghĩ chắc bây giờ thẻ ngân hàng của anh cũng bị đóng băng rồi. Mà anh đang ở nước ngoài, tôi muốn gửi tiền cho anh cũng không được. Nhà và xe của anh đã được thế chấp ngân hàng rồi. Tôi nghĩ hay là chúng ta làm thế này đi. Thế chấp bất động sản của tôi cho ngân hàng. Chúng ta cùng kéo dài một chút. Anh thấy thế nào? Chắc chắn không được. Nhưng vẫn cảm ơn cô. Cô vất vả rồi. Đúng rồi, để chúc mừng điểm thi thử lần thứ hai tốt như vậy, bố tớ nói tối nay mời mọi người đến ăn. Lát nữa các cậu đến nhá, nhất là hai cậu đấy. Được. Bà xã, dạo này con bé tiến bộ nhiều quá. Lát nữa con bé muốn ăn gì thì ăn đó, muốn gọi gì thì gọi đó. Em bảo anh chuẩn bị quà đến đâu rồi? Chuẩn bị đây rồi. Em xem, poster có chữ ký của Ngũ Nguyệt Thiên. Được. Có lòng hơn lúc theo đuổi em nhiều. Không phải, anh nói này, anh tập ký lâu lắm luôn rồi đấy. Anh tự ký luôn hả? Anh không tự ký thì đi đâu tìm cho con bé bây giờ? Anh nói cho mà nghe, có nhiều chuyện phiền hơn cái này nhiều. Anh giả làm Ngũ Nguyệt Thiên, viết cho con bé một bức thư rồi gửi đến Đài Loan trước, rồi nhờ bạn ở Đài Loan gửi lại về cho anh. Em nói xem có phiền không? Ai bảo con gái em chẳng chịu nghe lời ai, chỉ nghe lời mấy thằng nhóc Ngũ Nguyệt Thiên này thôi. Được không đấy? Mẹ, bọn con đến rồi này. Cất đi, cất đi. Cô chú, bọn cháu đến rồi đây. Vâng, nhìn xem có thích không? Nhiều bóng bay thế. Các cháu tự chọn đi, chọn quà cho chính mình nhé. Tự chọn đi. Đi xem đồ ăn đi. Lão Lâm, mấy cậu thật là... Văn Hy, cậu có thể đừng xuất hiện nữa không? Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy cậu. Nào nào, nào, các cháu chọn đi. Cậu đỡ chưa? Có phải tớ mất mặt lắm không? Không sao. Cậu còn nhớ viên kẹo này không? Chẳng phải hay dỗ trẻ con là ăn kẹo có thể giúp cho đỡ sợ sao? Cậu đỡ hơn chưa? Cậu đỡ rồi thì về đi. Trong phòng xưng tội của nhà thờ Apostles có một bức tranh sơn dầu ghi lại câu chuyện rung động lòng người ở thế kỷ trước nữa. Cha xứ trong bức tranh đã phát minh ra cỗ máy thời gian, đắm chìm vào việc không ngừng qua lại giữa không gian và thời gian, đến tận khi gặp được một cô gái. Cỗ máy thời gian, du hành không gian và thời gian.